Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tôi đầu hàng. Người các cô muốn bắt nạt Ngụy Nam, chúng tôi không liên quan gì đến việc này. Hãy thả chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Dù thế nào, trước tiên cũng phải để cho Hào Hào thoát khỏi nguy hiểm đã. Cô là một người thông minh, sister, rất là thức thời, biết cách rũ bỏ quan hệ. Đúng là các cô không liên quan gì đến cô ta. Nhưng dù sao chúng tôi cũng là người chuyên nghiệp, sao có thể để lại dấu vết ở trong lúc hành sự cơ chứ? Cô yên tâm đi, tôi sẽ cho các cô ra đi thật là thoải mái. Bọn họ không phải là người dễ thương lượng. Lát nữa đánh nhau tôi chặn hậu. Trương Thiên Tâm, Mẫn Nguyệt Hoa, các cô tranh thủ lúc hỗn loạn hãy đưa Trương Hạo bỏ trốn. Chạy, e là không dễ vậy đâu. Đối phương đã có chuẩn bị mà tới đây. Ngoài mặt thì đối phương có 4 người, nhưng không biết là liệu có đồng bọn đang mai phục hay không. Phải nghĩ cách mới được. Giết. Hạo Hạo, mau đi theo chị. Muốn đi đâu? Chị cầm, lùi lại đi. Thằng nhóc này. Hạo Hạo lại có thân thủ tốt như vậy sao? Sao có thể chứ? Ngụy Nam, Nguyệt Hoa, đừng ham đánh nhau, đi theo tôi. Chàng trai đó. Cạn nì. Chúc mừng đạo diễn, sau lần này quá là thành công, chúng ta nhất định là sẽ đưa tỷ suất lượt xem lên top 1. Đây cũng là nhờ vào sự nỗ lực của mọi người. Đạo diễn, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là anh sẽ được thăng chức. Lúc ấy mong anh đề bạt nhé. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cạn nào. Cậu chắc chắn là chạy vào trong chứ? Đúng, trước kia tôi đã cảm giác trong sơn động có gió thổi, chứng tỏ sơn động rất có khả năng là thông hai đầu. Có lối vào sẽ có lối giảm. Tuy không dám khẳng định chắc chắn, nhưng mà cược một ván còn hơn là làm im chờ chết. Bọn họ đã là lỏ mạnh hết đà, lên. Các cậu đi trước đi. Động này rất hẹp, bọn họ chỉ có thể từng người xông lên một. Tôi đối phó được. Nhưng mà đừng nề mề nữa, chuyện do tôi mà ra tôi phụ trách. Các cậu mau chóng ra ngoài tìm tiếp viện. Có thể ứng phó một mình, đừng coi thường người khác chứ. Đi mau. Chúng ta đi thôi, động tác nhanh lên. Có lẽ phía trước vẫn còn vật tư mà chúng ta chưa mang đi. Tìm thấy rồi. Quả nhiên bên này vẫn còn lối đi. Chị cầm Nguyệt Hoa, hai người mang vật tư đi trước đi. Bên trong có thiết bị liên lạc, việc liên lạc với bên ngoài sẽ giao cho hai người. Tôi sẽ quay lại tiếp ứng cho Ngụy Nam. Đợi đã Hạo Hạo, vậy thì nguy hiểm lắm. Chúng ta cùng nhau ra ngoài. Chị cầm, tuy bình thường chúng ta không hòa hợp với Ngụy Nam, nhưng mà lúc này quyết không thể nào bỏ lại cô ấy. Em phải đi giúp cô ấy. Các chị mau đi đi. Hạo Hạo, vì sao mình đột nhiên cảm thấy Hạo Hạo xa lạ như vậy chứ?